em có quyền ăn hay không ăn đấy là việc của em, nhưng mà đây là cách bà con ở trên này, người Thái, người Thái đen ở Sơn La này chị ạ. Đấy, phải... mà chị có dám ăn không? Đây là món vịa này. Hôm nay thì Hải đã đưa Ngasumo sang gặp Thánh Tiết Canh. Đấy, giao lưu cùng anh em nhìn xuống tây bắc. Rồi à, ăn xong à? Bác Khánh không được xem đối thủ Bác Khánh nhá. Quy chế đi Bác Khánh ơi. Nào. Bác Khánh mai đỉnh. Rồi. Nào Bác Khánh ơi. Bác Khánh. Bác Khánh quả này thì cụ. Anh cả ăn nhau về cuối anh em ạ. Bác Khánh không cần phải để ý. Cụ ra đi chân thành cát rồi. Nga Sumo cố lên. Bác Khánh cố lên. Bác Khánh cố lên. À, ok. 2 3 2 3 4 nhiêu? Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với video rất thân kênh Sapa TV. Hiện tại thì anh em mình đang có mặt tại nhà của team Nhịp Sống Tây Bắc. Em khẩn các bạn ạ. Lâu lắm rồi thì mình cũng không qua thăm em ấy. Hôm nay thì được biết là bên team Nhịp Sống Tây Bắc đã làm 2 con dê để mời Hải Sapa TV cũng như là em Nga Sumo. Nhưng mà 2 con dê đánh Tết Canh ấy thì nó bị đông mất rồi. Đấy, thì bây giờ mình phải bổ sung thêm một em này nữa. Bây giờ anh Hải phải có nhiệm vụ là dắt vào. Bây giờ anh em mình dắt vào đi. Đây, để cho Nga xuống mua. Em đi chăn dê hả? Phanh phanh phanh. Phanh. Nga. Nga. Để thơm nó giúp. Cứ quay gấp này. Hả? Hả? Nó lôi em đi đừng đi đừng. Ôi giời ơi cái này chịu vui rồi. Anh Hải phải lòng nào để con dê em dắt vậy anh? Anh nói lại chẳng phải anh bảo là anh dắt sao? Nhưng mà Nga Sumo không dắt được con dê mà. Không phải em vừa giữ cái kính vừa một tay cho nên gì dắt được. Em ăn giỏi chứ em dắt đâu giỏi đâu. Con ốc kìa. Chào anh em nha. Đây đi. Đây giờ tới rồi. Đây à, gì? Quay khúc hôm nay có siêu đầu bếp này mà vẫn bị đông tiếng Anh à? Vâng. À. Dê siêu to khổng lồ sẽ làm món nướng à? À. Thế còn món luộc đâu? Một em luộc, một em nướng. Nga Sumo chọn món nào đây? Em chọn món luộc. Còn phía ngoài này là anh em đang khi mà đến với đồng bào người Thái ở Sơn La ấy, Thái Lan Sơn La thì thường sẽ có món pịa không thể thiếu được luôn. Đâu anh cho em coi đây. Như thế nào anh? Món pịa là anh em mình là khó nhai lắm. Khó nói chuyện đấy, không được vui lắm. Đây. Khói quá. Chưa ăn cái đó không? Hả? Anh chả có món gì anh không ăn được cả, nhưng mà anh ít ăn thôi. Anh lại quá đỉnh. Còn đây là món dê hầm. À, dê luộc nguyên con này. À. Ồ, bỏ quá. Anh ơi, quay mấy cây với người ta là phòng cái đồ của mình. Không đổ vào nhau được. Giờ xong rồi đúng không? Xong rồi đây đi, lên đi. Đang rửa chậu, lấy chậu anh Thích Anh. Một con 32 cân đúng không? Một con 35. Một con 35 cân, 34 cân con này. Một con 30 cân. Con 30 cân. Thế là gần một tạ dê. Đúng rồi, một tạ dê đấy. Thế ở nhà hàng anh có bán món viện đấy không? Có chứ. Đặc sản đã nói. Đấy, các bạn biết không? Những nhà hàng lớn ở đây đều có bán bịa luôn các bạn nhé. Nên là đây không phải là làm câu view câu like đâu nhá. Mình nói đi nói lại các bạn rất nhiều lần rồi. Bởi cả làng ở đây là họ ăn hết như thế nên là. À. Cái nầm kia để làm món gì đây? À. Cái dãy này trồng thêm mít đu đủ nữa sống được vừa anh. Đây mà anh. Đúng rồi. Chú anh đang đạo diễn món gì đây? Đây này. Món ti anh em ạ. Ti nướng à? Ti nướng.
có cả lăng có sứa này. Đấy, thế này. Hai con sao lại một có mỗi một cái ti thế kia. Con này ngồi lắm anh em ạ. Đấy. Một cái ti chứ nhỉ. Nướng tái ăn thôi. Ôi chín rồi, bỏ ra đi. Cái này vừa bỏ vào phát nó chín luôn. Ô, cái đấy là cái gì đấy? Cái phổi này sợ chưa chín đâu á. Tái thôi, chín quá rồi. À. Cái canh mà. À. Phổi tái. Tái à. Con. Để đây cho có quay mà có cái gì. Ôi ôi. Nhưng mà số bổi này thì liệu có ui, chưa thành đâu. Nóng lắm. Quá chín. Làm nhân tiết canh chưa? Chín đi mất. Ôi, tái thế mà kinh ạ. Tái là ngọt lắm đấy. Tái ngọt, tái nó gọi là ngọt. Đấy. Của người đồng bào dân tộc Tây Bắc, nhất là Sơn La, người của Thái Đen. Người Thái Đen. Đây là người ta gọi là món pịa. Thế trước khi ở trong này thì nó có rất là nhiều các loại gia vị, ví dụ như là gừng, sả, tỏi, ớt, mắc khén, lá chanh đã được xáo vàng và bắt đầu phi thơm những cái lòng. Đấy, bây giờ này thì lòng tôi đã phi thơm rồi. Đấy, rất là thơm, nói chung là bây giờ cũng ăn được rồi. Bây giờ là thuốc ăn tái ngon. Đúng rồi, còn cái nguyên liệu. Cái nguyên liệu này đây là pịa này. Pịa thì cũng có người ta gọi là cứt non. Thế nhưng mà cái pịa này thì nó là con dê thì biết rồi, con dê nó treo leo trèo toàn là ở những cái vách núi, nó ăn toàn là những cái thảo dược, toàn là những cái chất ngon. Mà cái này thì khi mà mình mà ăn mình uống rượu vào là nói chung rất tốt cho đường ruột, rất tốt cho gan. Đấy, ok. Ông nào cứ say uống này đây nhá. Đấy, pịa xanh lét, đấy mới là chuẩn pịa nhá. Chứ ở dưới xuôi các anh nuôi dê toàn là bằng công nghiệp. Nó cứ trắng phớ, ăn không ngon đâu. Mà không ăn được ấy. Đây, trắng trắng cái này không đổ ở đây. Trắng để đổ ở đây. Đừng có bỏ phí một tí nào là chết đấy. Bỏ cái này thì em không ăn đâu. Bỏ là không được đâu. Để đấy. Cái này chan cơm ăn được mà. Rất là ngon, rất bổ đấy. Ai, ai mà đã ăn quen rồi thì thật sự là trong bữa cơm gia đình là không thể thiếu được pịa. Ôi, phương phúc anh ạ. Chất lượng chưa? Ở cái thành nồi kia vẫn còn kìa, tráng hết đi, bỏ phí. Đây cái gì? Được rồi, nói chung là thế này sẽ cho nhỏ lửa ngâm, riu riu. Mà cái này phải để ý đấy, chứ còn nó sôi phát là chào ngay. Thôi, yên tâm, cho nhỏ lửa mà. Nó cao quá là nó như thế nào? Không, cứ buộc đi, buộc hết cơ đi. Cao quá. Sợ nó không chín đi. Được, 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 như này được rồi. Ok chưa? Rồi. Được rồi đấy. Con gà đen rồi. Gà đen em chưa biết anh Hải ạ. À? Bên nhà hàng anh Hải biết ngay đúng không? Thì anh Hải biết thôi con gà đen ấy. Cao quá. Không sao đâu. Không, mình cứ không cao đâu. Để như này đi, tí thì anh em hạ sau đúng không? Dùng tốc bất đạt, cứ thong thả. Cẩn thận tràn pịa ra ngoài nhá. Bố Hưng nhá. Cái nồi pịa này chắc chắn là tràn. Nếu mà chưa, ông Hưng mà ông làm tràn cái nồi pịa ra ngoài là chú anh không được vui đâu. Bỏ về luôn đấy. Có lửa này vẫn phải nhóm lên chứ anh. Ngò phải nhóm lên không. Đấy thằng kia sợ là không hủ chín đâu. Không về đấy. Không về đấy. Phải nướng bằng than thôi chứ còn nướng bằng lửa lên thì lại không được. Ôi dồi ôi, chín quá rồi, bỏ ra đây. Sợ cái pịa trước. Cái này. Món tráng miệng trước, khai vị trước. Anh em mình tí phải ấy nhở. Mang rượu mang riêng sang rồi anh em mình phải đọ. Hay là đặt tiền ngồi bên cửa bác khách ngồi bên cửa chị Sư. Thôi bố ơi, có cái bọt bọt này bố. Cái bịa này bố vớt hết bọt thì hết à? Không, cho nó đẹp. Đẹp cái gì? Đúng rồi, bịa bọt lấy là ngon mà anh. Cái bọt này là ngon, anh em ở đây anh đừng vớt đi. Chú anh ơi. Sao? Con này vớt hết bọt thế này thì hết. Ôi, mẹ này. Không vớt đâu, bọt rất là bịa ngon mà. Đấy mới là dịch chuẩn đấy đúng không? Vớt đi lát nữa chú anh không phải về nhà mà chú anh chạy vào rừng đấy. Chú anh. Ai à, thử một. Vẫn chưa sôi nha nha. Ôi nhưng mà cái này đã chín chưa đây? Chín rồi. Ok. Nằm ăn tái như này. À. Nó mới tươi. À. À, mình chỉ cho phép nó mưa ở đấy thôi. Ờ đấy, làm gì đến chỗ mình điện thoại đi, điện thoại để bớt mưa đi. Để nằm này ngon. Ừ. Nó quá chín rồi. Miếng nào? Hả? Tăng máy ai đâu. Vào đây anh em vào đây. Nó thơm nhỉ. Anh em nha. Chấm vào đi. À.
Ôi, anh em ơi, quá ngợi luôn. Chứ Tây Bắc mình thì không có món pịa thì là vứt đúng không? Vứt à? Ờ, đây. Thử muối mì anh em ạ. À, thử muối mì luôn ạ. Ờ, đây. Nga, Nga nhìn đây. Mời tất cả anh em nhá. Đây. Đây là, đây là chú anh đây. Đấy. Chú anh đang thử muối mì món canh pịa. Cho em Thơm một miếng đi, em Thơm đang thèm kìa. Vậy anh em ơi, thử muối mì đi. Chú anh được không? Ừ, muối mì ok cho. Rồi anh em ạ. Mời tất cả anh em đang thưởng thức được món pịa nhá. Anh nghĩ là hơi hơi thiếu cay cay đấy. À cho tí. Nhưng mà em thử xem nào. Rồi. Mời tất cả các bạn nhá. Chiến em pịa. Chiến em nó, mời anh em lên. Ok chưa? Bùi tuyệt vời anh em ạ. Đó. Đây. Thêm thiếu mắc khén đúng không? Khén là chanh. À, đây này mắc khén này, mắc khén với lá chanh này không này. Thiếu phát là nó mất cái vị ngay. Tí nữa thái thêm ít ớt thôi nhỉ. Ờ, thiếu cay đúng không? Vâng. Nga này. Nga có muốn thử không em? Nga thử không? Hả? Nga. Ăn rồi, xong hết đấy. Nếu mà nó không hỏng thì làm gì anh em gặp nhau. Đúng, đúng không? May nó hỏng. May nó hỏng đúng không? Đấy. Nga Sumo là thách đấu với cả, à quên nhầm, cả team Như Số Tây Bắc thách đấu Nga Sumo. À, anh em chơi hộp lắm như chuẩn bị con cúp này. À, chuẩn bị. Ngày hôm nay là anh em tôi phải thịt 3 con dê thì mới có được tiết canh đấy. Mà còn chưa con thứ 3 còn chưa thịt có nghĩa là chưa chắc đã biết là có hay không đấy. Chú anh nhỉ? Có mà phải. Chưa, còn cái này mà bây giờ mà không thành thì làm món canh tiết thì buồn lắm đấy. Ờ, làm gì? Hả? Làm gì? Em không cho trượt đâu. Thế à? Anh em ở đây rồi. Anh em mình đang mình không mình chuẩn bị sẵn cho hai con để đánh tiết canh các bạn, nhưng mà hai con đấy anh em mình đánh xịt. Anh em mình hãm xịt em người nha. Đang định bảo mai thách đấu một tiết canh bò nhưng mà anh Hải bảo muốn chơi dê luôn. Nên anh Hải bò tính sau. Dê vào rồi thì góp cho con nha. Góp và chơi tiết nha. Cuộc chiến giữa Bắc Khánh bắt đầu. Sông Tị Bắc với chính Nga Sumo chuẩn bị bắt đầu. Bắc Khánh có run đâu? Run lắm. Run ăn đúng không? Ông nào chọc chọc cho nó. Đây đây anh em vào chọc đi. Có em. Bắt tầm cái ách thánh kia mấy cái sẽ qua. Không. Sắc vào. Uống điều đó bác cả ơi. Cho đầy lên một tí. Không. Hôm nay thì Hải đã đưa Nga Sumo sang gặp Thánh Tiết Canh. Đấy, giao lưu cùng anh em nhìn xuống Tây Bắc. Cũng như đúng nguyện vọng của em Khẩn nhìn xuống Tây Bắc là muốn giao lưu của Nga Sumo. À, thì bây giờ anh em mình hôm nay là đây là thử muối mì thì có 100 bát tiết canh. Bây giờ chúng ta chỉ có đúng 15 phút thôi. Có hiệp phụ không nhỉ? Không. 15. Các ông chỉ có giai đoạn trong hiệp chính, còn hiệp phụ là bọn tôi đã. Đúng không? Thì hôm nay là Nga Sumo từ Mỹ về giao lưu với kênh Nhịp Sống Tây Bắc. Đây là anh em bên này là gọi là Thánh Tiết Canh rồi. À, đây là chú anh là Máy Nghiền rồi. Nếu đấy, mà có nhảy. Cuộc thi cá nhảy thì chú anh sẽ tham gia mọi người nhá. À. Hôm nay là tiết canh cho bác Khánh. Rồi, thế thì hôm nay là 100 bát tiết canh mà do anh đầu bếp từ nhà hàng Đồi Châu. Đấy, hôm nay là đến tận đây để nấu món chế biến món pịa này. Rồi món tiết canh. Tiết canh này đông cứng luôn. Thế bây giờ là thể lệ là thời gian là 15 phút. Đấy, từ từ nhá. Bấm giờ. Mình bấm giờ phát ạ. cho em cổ vũ đội em tí. À. Em thôi vô đi. Chứ khi có giảm giò thì không. Anh phải hết mình nhá. Ô sạc kê. Anh em ơi. Nhìn xuống cho bác. Mai đi. Mai đi. Chiến đi. Từ từ. Còn thiếu Nga Sumo. Nga Sumo. Mai đi. 1, 2, 3. Bắt đầu. Bắt tay 2. Bắt tay 2. 2 đối thủ. Bắt đầu. Rồi. Ok. Một lỗ. Phải một lỗ bác Khánh. Rồi. Ăn xong à. Bác Khánh không được xem đối thủ bác Khánh nhá. Vui chơi đi bác Khánh ơi. Nào. Bác Khánh mái đỉnh. Bác Khánh ơi. Bác Khánh. Bác Khánh. Bác Khánh quả này thì cụ cả ăn nhau về cuối anh em ạ. Không sợ bác Khánh không cần phải để ý. Cụ ra đi chân thành cơn rồi. Nga Sumo cố lên. Bác Khánh cố lên. Bác Khánh cố lên. Cố lên. Cố
chiến em nó đi. Thời gian thoải mái. Cứ thoải mái đi. Rất nhiều lần trước mình quay tiết canh ấy, rất nhiều anh em bảo là Nga Sumo là cắt ghép video chứ không ăn được những từng đấy. Hôm nay chúng tôi sẽ quay từ đầu đến cuối luôn. Đây các bác xem là cắt ghép kiểu gì. Anh em cameraman quay đứng rộng ra. Quay rộng ra. Bác Khánh cứ nghĩ là kiểu 30 chưa là tết. Nó chưa là tết thần mà bác Khánh. Không được được nhìn đối thủ, nếu mà nhìn đối thủ là khóc luôn đấy. Bác Khánh mạnh lắm. Bên này 13 bên kia mới qua thôi nhá. Bác Khánh hơi run. Thời gian nó chờ mình nữa bác Khánh ạ. Bác Khánh lâu bác Khánh đi đi. Thời gian đấy. Mà cái tích canh này là anh em tôi là đánh theo đúng tiêu chuẩn nhà hàng luôn nhá, chứ không có chuyện là nhiều ít đâu, thậm chí là còn nhiều nhân luôn. Em cứ thong thả thôi, không đối thủ mình sợ quá. Và mai là còn 100 quả trứng biên lộ nữa. Đấy. Bác Khánh cũng biết không? Mình tính bác Khánh cho bác Khánh. 15 phút à? 15 phút. Có thể là tí nữa là anh em mình ngồi mốc luôn được không được bán nào. Hôm trước cũng chia sẻ với các bạn là hôm ăn tiết canh ấy là anh em tôi là ngồi chờ tí để mỗi người làm bát, nhưng mà thôi hôm nay anh em mình sẽ được. Nhưng mà mình rất là thắc mắc tại sao chị Nga không biết chị nhai kiểu gì nhỉ? Tí mới hỏi chị. Em biết biệt hiệu Nga Sumo là gì không? Never say no. Nga Sumo là cái gì? Cái bụng không đáy. Dạ dày không đáy. Ngày xưa là cái gì nhỉ? Cái bộ phim gì? Thạch Xanh đấy. Ăn mãi là không bao giờ. Ok, bác Khánh được nửa rồi. Cố lên bác Khánh. Cố lên. Cố lên. Có thể là mình đi về đích chậm nhưng mà mình được cái lì. Rồi. Cả hai cố lên. Mình ăn nào. Nào, anh em vỗ tay nào, cổ vũ cho cả hai nào. Cố lên. Cố lên. Cả hai cố lên. Bác Khánh cố lên. Đây, làm tí ớt. Đây. Bố trí ra mấy quả ớt. Nhà thêm mấy ớt. Đúng là lần đầu tiên trong nhời. Đấy. Chắc là lần này chú anh nhìn thấy này chắc sợ đến già luôn. Chưa. Chú mình bác Khánh ạ. Ok. Chú anh à. Chú anh với chú Khánh lần này chắc là nhìn thấy tiết canh. Và với lại là tôi. Với lại là tôi xin thông báo với tất cả anh em là như này này. Là hôm nay là cả làng ấy là không còn bát để ăn cơm rồi. Tất cả bát đều đang hết từ đây ăn tiết canh rồi. Sau ăn cho nó kém nó đỡ. Rồi, anh em hậu cần đi, anh em hậu cần đi. Kiếm rồi bác Khánh ạ. Anh em mình thích kém ăn thì kém. Rau xào bao. Đúng rồi, cho rau ăn nó ngán. Sáng nay ăn sáng nhà anh là mấy bát bún? Ăn nguyên một bát nó vào tầm khoảng độ 5 kg. Chưa anh em không phải. Mấy rau này ăn rất là thơm. Căng anh em ạ. Đây, tôi. Tôi để đây. Bác Khánh chiến em nói. Nga ơi, cố lên, một mình anh là chống lại tất cả. Anh em mình là chống lại cả băng đảng, nhìn xuống tới bác. Anh em cố lên, bác Khánh cố lên. Thời gian nó chờ mà bác Khánh. Lấy bia vào nó căng bụng ấy. Cho nó trôi hay là rượu. Rượu vừa giải cho mình đâu nhỉ. Anh em cổ vũ nhiệt tình lên này. Anh em cổ vũ cho cả hai đi. Anh em ơi, Nga Sumo, chú Khánh, HVK, quá đỉnh. Chị ăn rất là ngon nha mọi người nha, còn nhắm mắt và thưởng thức. Nhanh cái chứ luôn.
chị nhai bằng cách ngấu nghiến. Mình rất là thắc mắc tại sao chị lại có thể nhai nhanh như thế mọi người ạ. Đúng rồi. Còn thấy mấy nhìn của bác Khánh tốc độ cũng phải tầm 200 rồi. Vẫn chưa được. Máy chế nó mới khỏe. Cái đứa hỏng rồi. Khả năng là bên chị Nga xung mô là máy turbo. Không phải, nhưng mà máy này là... Máy mình chạy máy dầu nên... Đúng rồi. Máy này là turbo kép. Cố lên bác Khánh máy dầu, cố lên. Máy dầu, cố lên, cố lên. Nhưng mà phải nói là hôm nay là anh em của anh Tích Canh là không có một tí nước nào luôn. Đẳng cấp đấy. Đây là tiêu chuẩn nhà hàng anh. Tiêu chuẩn nhà hàng. Đúng rồi, vì anh Hưng, anh nước mặn là khó ăn. Vừa chưa? Quá vừa. Vừa ngon. Trong khoảng thời gian thì biết ngay. Đúng là chị Nga quá đi. Bác Khánh, anh tiêm cho bác Khánh đi đây. Chơi chơi kiểu thiên thần. Bây giờ mình là bóp chân bóp tay. Anh em cố lên. Thôi ạ. Bên này đấm lưng nhưng mà mình sợ đấm bên này gãy xương quá. Kia nó đang bấm rồi. Quá lên 17 phút thì chết. Bác Khánh, có điện rồi, bác Khánh vẫn tiếp tục chạy đi. 17 phút thôi anh em ơi. Cố lên. Mới được nửa thời gian nha mọi người nhá. Mình cơ hội thắng còn nhiều. Đúng rồi. Còn 7 phút nữa. Còn 7 phút, ok. Thôi mâm bên này dành cho bác Khánh hết. Anh ơi, bây giờ anh đếm sơ sơ của em bao nhiêu bát này cái để cho đối thủ nghe. Thôi đi. Lại chơi đếm. 9427 thôi. Mới có 27 bát thôi. Bên mình được 31 rồi. Bên kia là được hơn chục bát rồi. Tỷ lệ cụ ra đi xuân lạnh toát. Em ơi. Anh đừng có nói như thế. Không. Bây giờ là bây giờ nếu mà hốt quá thì có thể xin đầu hàng luôn bây giờ. Không, anh. 30 cái là Tết rồi. Chưa là Tết đâu. Hả? Cô em cũng tin bác Khánh mà. Cuộc như thế là không phải là bác Khánh. À. Bác Khánh 50 bát mà. Nhưng mà thời gian nó còn nhiều anh em ạ. Nhiều từ từ. Cười tay nhỉ. Nhưng mà nghe chừng là bác Khánh là làm miếng bé lắm rồi. Làm miếng bé lắm rồi. Ôi giời. Nước mắt nước mũi là gian rũa rồi. Anh em ơi. Bác Khánh quá. Chị Nga Sumo quá. Ôi giời ơi em. Là gì? Trời ơi. Nhưng mà em ơi, cứ thăng thả thôi. Rồi. Bây giờ xúc còn không xúc nổi nữa. Anh không, nhưng mà xúc còn không xúc nổi kìa. Không, nhưng mà chắc là đuối rồi cái kiểu đấy. Cố lên, cố lên. Cố lên. Ok chưa, 30 chưa được chết mà bác Khánh. Bác Khánh thì giúp mình tiêm điện cho bác Khánh nhau. Thì cái gì nó vẫn còn cái gì nhỉ, chạy nước rút à? Đó, về đích, còn là thế nào, về đích. Còn bác chạy marathon, không phải lo anh Khánh ạ. Bác cứ thông thả đi. Thắng thua không thành vấn đề. Ờ đấy. Bác Khánh thêm tiền một tí đi. Thêm tiền không? Cho bia. Cho một lát bia vào đây này. Bia. Doping à? Lúc này cho bác bia doping vào thế nào? Nhưng mà đề nghị là bia là phải để sang Nga Sumo chứ. Không mà. Bia ra, chị Nga Sumo để chị ấy lo luôn. Đúng rồi, cho chú ơi mang lên cho nước không thôi. Nước bia vào đấy. Bác Khánh, quá đi. Nào, anh em. Anh em mình chơi kiểu... Anh em kia mà. Anh em kia mà. Anh em ạ. Tep pin, doping vào. Lên, bác Khánh. Bơm nước. Bác Khánh ơi, để bắt bịa gần chị Nga một tí. Không, bây giờ cho bịa ra, không chơi thế. Không chơi kiểu đấy. Không chơi kiểu đấy. Ai lại chơi thế. Chơi kiểu đấy nha. Chơi kiểu đấy là chơi kiểu đấy. Mặc quy. Ok. Ăn tao cỏ thì được nhưng mà phía thì không được nha anh em nhá. Thôi bác Khánh cố lên. Bao nhiêu phút rồi? Anh em mình chơi theo luật của bên chị Nga nhá. Nếu hôm nào nếu mà có dịp anh em mình tái đấu theo luật của chị Nga nhá. Ok. Còn 5 phút nữa anh em ạ. Cứ
cái đà này là anh em mình không ăn cái canh chắc rồi. Hả? Anh em mình không đủ rồi mà bát ấy. Đang chuẩn bị cổ vũ đi. Đó. Xin anh em Bác Khánh chưa? Đến Bác Khánh. Cố lên. Bác Khánh vừa rồi được. Anh em ơi. Nga Sumo. Bác Khánh. Đây còn uống cả một tí nước còn là phải uống nốt này. Em mà em phải ngồi vào gần để xem chị Nga ăn đây là tại sao bánh nghiền của chị Nga nó đỉnh như thế anh ạ. Đúng rồi. Đúng rồi. Hình như không nghiền gì ấy. Không nghiền gì. Bác Khánh sát nhất là bác nghe rồi. Không thấy nghiền đúng không? Nghiền. Hai đối thủ. Em ơi, bổ sung thêm Tích Anh sang bên này đi em. Đồng chí Khánh, tôi đã cảm thấy là như là đang toát mồ hôi rồi phải. Mồ hôi toát rồi, nước mũi rồi. Máy dầu mà nó phải thế. Toát mồ hôi hột rồi. Máy dầu nó đang hổ cái nước anh em ạ. Từ từ. Máy dầu này nó nóng máy. Lên bác Khánh, mạnh tay lên, ui giời ơi. Nhất cơn nhất mũi. Làm ruộng thế. Làm ruộng thế. Thằng đó. Cô ơi, bác Khánh máy đi. Em ơi bổ sung thêm mấy đi, bổ sung thêm cái lau để lau. 3 phút à? 3 phút. Cố lên chị Nga, hai đối thủ chúng ta cùng cố lên nhá. Mình cứ đi chậm một chút này được mà. Thôi mình cứ thong thả thôi, quân địch rồi không ăn được mình rồi. Bây giờ em bây giờ em cứ ngồi nghỉ giải lao đi, nó không giữ đuổi. Em chấp trước mấy phút đi. Theo lại kịp được. Chấp trước 3 phút vẫn thua. Ông dù biết đâu hôm nay chị Nga phá kỷ lục của chính mình thì sao? Tốc độ ba đồng nói sao? Thưa anh Hải. Bác Khánh Messi. Bác Khánh Messi lên sao? Bác Khánh 80 lên sao? Tốc độ 80 sao? Bác Khánh. Chú anh chỉ này bắt hai anh em mình để hai đống nó không thủy, không thủy mấy. Để 4 đống đi. Không thủy mấy. Người ta nghe thấy đang 6 đống ở đây. Mosque. Chiến lên. Của anh em. Quả này chắc không kịp rồi. Mình thua rồi. Quả để bác Khánh há mồm lên mình đổ cho luôn thôi. Nên bác Khánh. Cái mật khẩu bao nhiêu nhỉ? 353123 số điện thoại đây. Bác Khánh mạnh tay lên, mạnh mồm lên thế nào? Còn chưa đến 2 phút đâu nhá. Anh chiến em nó. Chiến. Nếu mà chuẩn ra còn phải nhai thì mớm hộ luôn ý. Không nhưng mà bây giờ anh nghĩ là bây giờ phải lấy cái gì ống đi đổ vào đấy. Ôi Khánh ơi, toát mồ hôi rồi. Lâu, chú anh lâu mồ hôi. Không cần phải lâu. Nhưng mà hôm nay là Khánh thi đấu nhưng mà chú anh ngồi toát mồ hôi. Còn lo hơn bác Khánh. Người ngoài còn hồi hộp hơn. Thôi em ơi, em không cần phải ăn đâu. Hôm nay như này là đội kia là đã phan khiếp rồi. Vâng. Đấy thì bên mình đang có tổ chức cuộc thi ở Sapa ngày 20 tháng 7 này nhá. Ăn cùng giao lưu cùng Nga Sumo. Bạn nào mà ăn thắng Nga Sumo hôm đấy này phần thưởng nho nhỏ của Hải là 50 triệu. Đấy. Bất kỳ cái gì hả anh? À không, nói chung là ăn cái gì thì sẽ do bọn anh ra. Nhưng mà khán giả thi có phải nộp lệ phí không anh? Mỗi người một củ. Để cho nó có trách nhiệm, đăng ký có trách nhiệm chứ đâu đây. Đây là 50 củ. À. Anh người nhá. Cho em một suất nhá. Được. Ok anh. Ok. Em sẽ chịu. Em Thơm đã nhận kèo nhá. Rồi nhất trí. Chúng ta còn 23 giây nữa. 25 giây nữa. Đây, bây giờ thời gian tính bằng giây rồi. Đấy. Không, không dọa chứ. Giây rồi. Đấy. Càng cuối càng ăn nhanh hơn rồi. Đây, bây giờ mới là nước rút của chị Nga đấy mọi người nhá. Đây, nước rút. Chuẩn bị này, 10 giây này. 7 giây, 4 này. 5, 6, 4. 3 2 2 1 dừng. Hết rồi. Rồi, hết rồi. Bây giờ là đếm như này để cho đối thủ hốt này. À, anh chủ nhà hàng cho nó xanh chín anh đếm đi. Đếm em cho đi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Xin chúc mừng Nga Sumo. Bên kia có phải đếm không? Phải đếm đi. Chú anh đếm đi. Dẫu sao cũng chúc mừng Khánh nha. Rồi, hai đối thủ bắt tay. Nhưng mà bây giờ là cho Khánh phát biểu cảm nghĩ cái nhỉ. Hôm nay gặp đối thủ này thì em thấy sao, như cân nặng này rồi vóc dáng như này. Hôm nay gặp chị Nga ở đây thì mình cũng bất ngờ. Đấy là hình dáng là thon gọn, xong là bứt tốc quá nhanh. Tốc độ quá tuyệt vời luôn. Nhưng mà tâm phục khẩu phục chưa? Chưa. À thì chưa đấy. Với riêng món tất canh thì có đấy cũng thật sự là phục thật đấy. Cho hỏi thêm một câu hỏi ngoài lề nữa là chú anh mệnh danh là máy nghiền, tới bác thì chú anh thấy thế nào? Tình hình như thế này thì máy đỉnh. Thế là nếu mà như mình tính không nhầm ấy là ở Tây Bắc này chắc là không có đối thủ đâu. Còn bây giờ thì xin thành cảm ơn hai đối thủ. Thế còn đối thủ Nga thì sau khi ăn được 47 bát thức anh đúng không? Thì nếu mà ngồi lâu hơn nữa thì liệu khả năng của em còn ăn được bao nhiêu bát nữa? Nếu mà em nghĩ là chắc khoảng 55 bát. 55 nếu mà ăn hết cỡ là 55 bát. Tất cả là 20 phút, 20 phút. Cái đây là chưa là 20 phút, là khoảng 55 bát. Đúng rồi, 20 phút. Đúng rồi. Nếu mà có thể la đúng không? Nếu còn bác anh như nào? Chắc tầm chục bát nữa thôi. Thế là nói chung là tâm phục khẩu phục rồi. Thế bây giờ xin thành cảm ơn hai đối thủ xin ra ngoài kia để anh em cổ động viên. Anh em cổ động viên vào đây. Cũng như là thế. Chị Nga căng cơ. Đâu rồi? Tâm phục khẩu phục anh em ạ. Không ngờ chị Nga đẳng cấp thế. Không ngờ, đây chưa? Anh em đây chưa? Anh em đây đi. Đâu, anh em vô bắt đầu. Ok. Vào đi em. Đi, cấp pin đây, cấp pin đây. Anh em ra đón đây. Đi để nhá, xám thổi má Phương đây nè. Nhưng mà phải nói là... Anh Kiên ơi. Nếu mà hôm nay là hẹn giờ đấy, hẹn giờ 15 phút đấy. Nếu mà không hẹn giờ khoảng 30 phút tí nữa anh em có cái liền tới canh mà ăn. Mày còn hẹn giờ anh nhở? Mày còn hẹn giờ 15 phút đấy. Đấy, không thì học hình. Nếu mà 20 phút này hết. Nào, anh em ơi! Nga Sumo! Mai Đình! Chú Khánh! Mai Đình! Chị Nga nhá. Bác Khánh thì mái đỉnh thôi, không quá đỉnh được. Đúng rồi, mái đỉnh nữa chứ không quá đỉnh được đúng không? Thôi, mời tất cả anh em nhá. Thôi, mời tất cả anh em. Nếu mà mình mà ra luật đến tầm 20 phút, khả năng là anh em mình không đủ người mà bắt anh Hải ạ. Là hai đối thủ chúng ta sẽ chiến đấu hết. Hình như chị Nga chỉ không có nhai đâu. Không phải, nhiều khi là ăn thì nó có nhiều cách ăn, nhiều kiểu ăn. Nhưng mà tức canh hôm nay ăn ngon đấy, đánh nó tươi. Cảm ơn ông chủ nhà hàng Đồi Châu nhá. Thôi nhưng mà tầm anh em mình khoảng chục bát là chơi tốt. Chơi đẹp. Nó dai.
dài. Đúng rồi, dài này chị Nga ăn nhanh. Quen mà. Chào con làm bán không em? Biết cười thôi anh em ạ. Anh em mình chỉ biết cười trừ thôi. Không biết nói như thế nào. Nhưng mà rất nhiều người khi mà anh em mình lên clip ấy cứ hay comment bảo là không ăn được đâu với các kiểu. Thôi được, anh không ăn được. Anh nghĩ là chắc là cắt ghép hoặc là đúng rồi. Hoặc là thạch hoặc là thạch cũng có giá được nhiều thế được. Nhưng mà hôm nay chính tay ông chủ Đồ Châu làm nhá. Còn ăn được nữa thì không. Đúng rồi. Đây gọi là giao lưu thôi. Cho nếu mà thi thố thật thì là khác đấy. Làm theo kiểu không tính thời gian đấy. Nhờ. Không, thi nó phải có thời gian chứ. Ok, chứ mẹ mưa rồi. Anh em mang dê lên đi. Mưa rồi. Rồi. Nên dê nướng đâu. Mang dê nướng lên đi anh em ơi. Mưa. Đây luôn. Không phải bụng như anh Hải đấy chứ đúng không? Không phải, nhưng mà mấy cầu thủ này chắc là không có cầu thủ nào rằng ho he rồi đúng không? À. Chú nhất là chú anh này. Mất điện rồi. Ai cũng bảo là đưa Nga Sumo sang gặp chú anh đi. Mình bảo là không, mai chú anh với ăn thử. Mai làm kèo khác. Mai chú anh định kèo gì? Cá nhảy. Không, cá nhảy có thể là bạn ấy không ăn được bởi vì không quen. Thế thì thịt bia này chú anh ơi. Chơi rau cải đi. Rau cải chấm muối. Rau sống đi. Không, rau sống là phải ăn cái đồ nấu chín, ăn chín đun sôi gì. Không, rau sống ăn được mà, rau cải bình thường mà, bạn sống đâu đúng không? Ăn rau sống đi thế này này. Ăn đi rau như thế này thôi này. Chéo ăn thế thôi anh Hải. Anh em thở hết, dốc hết rồi. Run hết rồi anh em còn muốn khóc thay bác Khánh luôn. Vừa nay đứa nào bảo là cái gì nhỉ? Mẹ ơi à? Bác Khánh bảo ôi mẹ ơi chết rồi. Hôm nay là quẹt phải đúng đối thủ rồi đúng không? Không ai thua. Bình thường quen thắng rồi nhưng mà hôm nay thua. Anh biết canh, nếu mà so với nhóm mình chung, bác Khánh là không có đối thủ anh em ạ. Ngon nha, dê ngon. Bây giờ hình như bác Khánh không thể ngồi nữa anh em ạ. Bác Khánh nhà gì đâu rồi. Bác Khánh kìa, đang chuẩn bị chiến tiếp. Bác Khánh bảo chưa gì mà. Tốc độ nhìn hấp dẫn nhá. Nhưng mà liệu chín chưa? Chín rồi chứ nhỉ? Mặt kia mới đẹp. Như với bọn em là như thế này là chín quá rồi anh ạ. À. Em sườn nó còn cả cháy rồi đấy. Đấy, một mâm là bày ra cái này, một mâm là bày ra cái kia. Anh em ăn cái nào thì xẻo thôi. Giờ lau chín rồi. Đây à, cái này là cái dây hấp, dây luộc. Nhưng mà chín chưa? Chín rồi anh ạ. Nấu thì lấy ra rồi. Chú thử xiên lên anh xem nào. Như rồi anh ạ. Anh em kéo thật nặng đấy nhá, chơi chút khỏe đấy. Đã nhá. Ôi, mời tất cả anh em nhá. Đấy. Siêu to khổng lồ. Anh em ăn uống nhẹ nhàng, đạm bạc kiểu này thôi. Đó. Nó đang gập. Không sao, được rồi, tí chỉnh sau. Đây, ngon nhá. Rồi. Dạ chưa? Phải nói là hôm nay là thời tiết rất là ủng hộ anh em mình ăn nhậu. Đấy, các bạn thấy này. Trời mưa mát. Nhưng mà cây mít đi có quả nào chín chưa? Chín rồi, vừa ăn hết rồi anh ạ. Thế à? Ăn vừa ăn sáng rồi. Súng miệng à? Anh em đang nghỉ. Cái đúng măng xỉa cái kia ra đi, xỉa cái kia chia ba ra đi. Chia ba cho hai thằng lẫn đi. Đây này. Tôi làm kèo chứng bị lộ luôn nhở? Hả? Dạ. Ok. Vào việc thôi. Đây. Anh em có phát hiện ra Nga Sumo kiếm cái ô độc lạ.
Ô này đúng kiểu ô Bình Dương. Độc lạ. Cái này nó là cái mâm. Nhanh lên, ướt hết rồi. Đang thiếu mâm, mày quá em Nga mang mâm ra. No chưa? No chưa? Có... để bụng ăn dê mà. À, vẫn đang để bụng ăn dê. Thôi bây giờ là cứ cho con này vào giữa đây nhỉ? Hay là con này xẻo là... Bây giờ anh em mình chặt làm bốn ra đi. À... đúng rồi, chặt làm bốn ra đi. Tất cả chia bốn hết ngồi xung quanh. Ôi ôi, nó thơm thế nhỉ. Ôi, mì quá giòn. Ai xa. Cứ... tươi em anh ạ. Tươi đúng sở trường của anh em mình rồi. Ôi, cái nước à. Cẩn thận nhá. Đang hỏi anh là anh nhìn thấy mấy miếng thịt như thế này thì anh còn ăn được nữa không? Anh bảo là vẫn cố gắng ăn được 1 miếng 2 miếng. Chắc là Khánh thì chắc là sợ đến già rồi á. Ngon thế nhỉ? Rồi bổ đôi cái này ra, bổ đôi ra. Đấy, bổ đôi ra. Thấy cái phần này nó. Em đăng ký một cái này. À, em đăng ký một cái đùi đúng không? Hấp à? Anh nghĩ là em ăn hấp ấy. Bởi vì cái nướng này nó chưa chín lắm. Ừ, nó còn đỏ quá. Đỏ, tái. Tái là cho anh em. Nhìn hết thì Khánh run rồi đấy. Còn là không muốn nhìn được. Thế bây giờ trong team là ông nào ăn thịt khỏe nhất thì ra thi đấu với Nga Sumo. À, ông nào ở đây bản lĩnh làm cái đùi thơm đâu? Thơm rồi, nhân thịt đấy. Lại vẫn thi được à? Lại vẫn thi được à? Gọi là ăn giao lưu thôi chứ không phải thi. Là một cái thi thì ấy rồi chị Nga ăn no này, họ mới có sao ăn đấy. Là một cái đùi ví dụ như là tạo đấy, họ này không để ý khôn quá. Không nhưng mà chị ăn ngon đấy, cái đấy nó mới ngọt đấy. Quá ngọt mà. Đây này có rau cuốn vào chấm tương. Ở đây là anh em chấm chấm chéo pha chấm chéo to đi, chấm đi anh em. À quên chấm đĩa chứ, chấm đĩa. Chấm đĩa nhưng mà có hàng chéo. À. Mai là anh em mình à, sáng mai lên nha, chào buổi sáng nhá, ăn phở nha chú anh nhá. Rồi, sáng mai là mà món phở làm tối tối được. À, họp với đội tối nay. À. À, em là phụ nữ đâu, em có con gái mà. Đang ế các bạn ạ. Đây là tiện đây tôi giao luôn, nếu mà ai mà đủ bản lĩnh mà nuôi được em Nga thì đến đây của tôi cái. Ủa, em nhớ là em có nói là tiêu chí lấy chồng mà. À, tiêu chí lấy chồng. À, tiêu chí của Nga có nghĩa là chỉ cần yêu thương Nga thôi, biết nấu ăn thôi, còn đâu mọi việc là Nga tắm lo hết. Đấy. Ui, đây. Đã nhờ. Chỉ biết nấu ăn thôi, còn... còn ăn uống thì để Nga. Rồi. Đấy, đỉnh đấy, ngon. Thịt quá ngon. Nhìn người thô thế kia, ăn thì đây, anh xẻ luôn con này ra giống như thế đi. À, cứ cho hết đây một tí chia ra. Đấy. Đấy, cái này xử luôn. Không sao đâu, anh em. Anh em nào nó thích ăn đỏ thì nó ăn. Em ơi, chứ nó cho mẹ. Bắt
Đấy, đá xem nào, chuông cái gì? Đá xem. Thính là trộn luôn là ăn là vừa ngon. Cần gì phải thính? Anh em như này là hơi chín kia rồi đấy. Chú anh bảo như này là chín kia à? Cháy rồi. Cái này gọi là cháy rồi bọn em ấy. Thôi, cứ để ra đây. Đâu đâu thôi nào, anh rơi đây thôi nào. Năm sau là cho tắt hết rồi. À, ok. Hả? Không, nhưng mà ngày 20 tháng 7 này thì chú anh chắc là phải sang Sapa để thi đấu một tí này nhỉ. Để mang cả em mới đi luôn nhá, để anh bố trí phòng nhá. Bố trí cái phòng đẹp nhất Sapa. Ok đấy. Đấy, để Nguyên bổ đôi cái này ra. Bổ đôi ra để anh em nào tí anh em thích thì cầm gặm đây. Chiều nay thì mình có thích bắt học vật lộn với lại chú anh. Chú anh. Chú anh. Đối với người Thái ấy, là hay gọi tên con đúng không? Tên con. Gọi tên con thay bố. Nên là ví dụ như là đấy, đây này. Nga Sumo là sẽ chơi cái này đây. Sẽ xin anh Hâm cho em một cái đùi dê. Của em tất đây. Em sẽ review cái đùi dê. Cơn đùi em dê. Nhìn hấp dẫn quá anh Hâm. Quá hấp dẫn. Mềm không anh? Mềm á. Thì không anh? Thật mà. Có thể... Em có thử một chút không? Được á, cái này... Em thử một chút xong rồi. Bầy chị sau khi ăn tiết canh vẫn có thể ăn được hẳn cái đùi dê nữa nhỉ? Em không biết, em chỉ review thôi. Đây, cái này mình làm cho chân. Rồi, tí nữa cứ để đấy, tí nữa, tí nữa. Alo. Rồi. Không thể em mùi hôi lông của dê á. Ngon không? Ở đây là thui, bằng rơm nên là rất là thơm. Ăn có vị ăn hơn là chủ nhà hàng này. Ừ, chủ nhà hàng Đồi Châu ở thành phố Sơn La. Hôm nay là mặc dù anh em rất là bận đấy, nhưng mà anh em sắp xếp ra đây giao lưu cùng anh em. Nói chung ba con dê là anh em làm hết luôn, sẵn sàng nhà. Đấy. À, ngày mai em sẽ có một chương trình nhỏ bên quán cũng như cái mà ăn bốn con ăn của anh. Ừ, bác nha. Ok. Ngon quá à. Lại quá. Điều hình đấy, ngon rồi đó. Cả có mau đấy. Bên ngoài trời mưa đã biết cái đùi dê này. Nhiều nước nhá. Đấy, bữa là thơm đấy nhờ. Này. Nhìn nó thơm, phương phức, phương phức nha. Úi dồi ôi. Phương phức. Đâu rồi, thơm đâu rồi nhá. Đâu, chú chọn cái đùi nào đây. Ra giao lưu với chị Nga một cái. Em thơm đùi nào cũng được. Đấy, được rồi. Đây, chú ấy, chị ăn tiết canh rồi, chị được, chiến được thôi. Ôi rồi ôi, chị ấy. Anh ăn sẻ đi. Sẻ em nha. Khứa 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 ra. Nhìn đó, mọng nước luôn cả nhà. Wow. Thế ngon nhỉ. Thế này có chết không cơ chứ, anh ơi. Chết em chiếc này rồi, chết thèm. Anh Hâm đỉnh quá anh Hâm. Dê tới bắt cái mặt nặng. Đúng rồi. Trốn ở cái này mà. Cái to cái đùi này, biến cái to cái đấy. Ôi, anh Hâm đỉnh quá anh Hâm. Sẻ cái này nè, trắng bóng da. Rồi, tháo luôn cái xương à. Anh tháo khớp gì vậy? Anh nghe là hội trưởng hội đầu bếp tỉnh Sơn La mà. Bây giờ còn làm nhiệm vụ đi không anh? Vẫn còn à. Rồi bây giờ anh làm một cái cho em thơm đi. Giống như này đi. Giống như thế. À, giao lưu với cả thơm luôn. Chiếm lấy em nó. Đúng rồi. Con mới sao ấy nhở? Chiếm lấy em nó. Chiếm lấy em nó. Chiến em nó. Chiến em nó. Bây giờ, câu đặc biệt là chị bảo là chiến lấy em nó. Anh nói chiến lấy em nó. Chiếm chứ. Yeah.
chiếm đấy, cướp lấy. Chiếm đoạt, cướp lấy. Ừ. Thơm quá. Thơm. Bây giờ có cái cân. Ở đây có cái cân không nhỉ? Ồ, dạ. Ồ. Khứa khứa rồi, khứa khứa rồi. Vẫn ăn được nhiều như thế cơ à? Em kiểu mình ăn giao lưu thôi. Rồi. Tình cảm là chính mà. Thôi gì đâu anh em. Đó, thế này thôi này. Rồi, đấy. Được đấy, đúng là ông chủ nhà hàng ha. Tôi hai anh em ra đây giao lưu với nhau tí trước đi. Để xong rồi anh em mình vào liên hoan nào. Đấy. Đây, ngồi bên này đi, nó có rau dưa đầy đủ hết này. Cho rau cỏ. Có nhà béo nói cho béo ăn em béo. Bây giờ là cuộc chiến giữa em Thơm. Nhưng mà em Thơm có thể để bát pịa đi ra khác xa tránh à? Cái này em Thơm muốn chọc pịa cái này không? Đang chị hơi yếu đúng không? Ừ. Em ở bên đi giao lưu thì... Anh em giao lưu đi nhờ. Cho đá luôn à? Cho anh thêm đá mà. Rồi cốc không để anh em làm tí bia. Hạt tàu ở đây đỏ lắm nha. Ta nói với nhà là ăn cái này là mình ăn luôn cả bỏ luôn. Ừ, cả bỏ tốt à? Chiếm em nó. À, ừ. Chiếm lên em nó. Chiếm lên nó. Ăn bỏ luôn. Thôi, chị Nga đầu tiên đấy. Khuẩn ngồi đấy, chặt cái này. Thôi à, quay lại cho cô đi. Đâu, chú anh ơi. Mới đẹp em ơi. Đây, chọc chéo đây. Wow. Xin vào gần chị Nga một chút. Rồi, cảm ơn anh em. Rồi, một bát đây đi. Đây là chẩm chéo nha. Mỗi người một bát đi. Biệt em Thơm nào. Ơi, của em thế này nó dễ ăn này. Dạ. À. Có phải uống bia không? Không, không chẩm chéo của mình chưa nhỉ? Vào ngồi đi. Vào ngồi đi. Anh em vào ngồi đi. Anh em vào ngồi đi. À. Chú anh ơi, sang đây mấy anh. Chú anh sang đây. Mày đi ăn chú anh thì phải ngồi với mình. Tối qua là có em mới phát là bỏ rơi mình các bạn ạ. Nghĩ là cay. Nào, bia đâu? Đây. Đây chú. Chú lấy cái bát bia ra đây. Cứ ăn thoải mái đi, cứ thi thôi rồi đâu, ăn ngon đấy mà. Nào, hai anh em cụm ly cái nào. Cạch bia nào. À. Là anh em bây giờ à, hai anh em cụm cái đùi cái nào. Nào. Khẩn đây, ngó mặt vào đây nào. Đỉnh của đỉnh luôn đấy. Nào, anh em ơi, đứng ở đây chụp kiểu ảnh nào. Đứng lên anh lấy hết đi kìa. Chú anh đứng đây, chú anh đứng đây. Rồi, nào. Okay. Chú không không biết chụp thì chú cứ để nguyên máy mà tí. Anh em. À từ máy một nhá. Máy kia trước đi. Chụp lòng kiểu ảnh. Còn biết nhìn mà. Từ. Ok. Máy nào? Máy hai đi. Máy hai nào? Thôi được rồi. Máy bên kia đi. Anh đói quá. Ok. Rồi. Nào, 1 2 3 chiếm nó. Cắt cơ cho nó. Mời tất cả anh em nhá. Người không? Lấy bát mà uống bia thôi, còn đâu là không. Anh em mà ngồi đi ông. Ngồi cho nó cái tí nào, anh trường. Ngồi. Được. Xin được mà cứ xin vào đi. Thực ra là hơi dài em bóc ra. Đi đâu? Xin vào. Kéo nó. Quá ngợi. Ngồi ông em Thơm. Vui. Đâu không chị Nga? Ăn thử ở Tây Bắc có khác ở trên Sapa không ạ? Dạ khác quá. Khác. Bóc cái da ra. Dạ, cái da này mà mềm chứ đúng không ha? Ừ. Da nó vẫn hơi dai một chút. Mình phải đun tầm khoảng chắc tầm 30 phút đến 1 tiếng nữa đúng không? Ừ. Không như với anh em mình để. Mời tất cả anh em nhá. Mời anh em đây. Đúng rồi anh nhỉ? Ừ. Anh em đâu hết rồi, bia bỏ lên đi. Không ngon bằng cái này đâu. Với anh em này thì cũng ngon. Ngon. Anh thôi có tí bia không này, anh tiêm bia rồi nhá. Ta tí bia vào đi bây giờ. Tiêm đấy không được. Đây, nhưng mà em Thơm nhìn ăn cũng ngon miệng đấy nhỉ. Ờ, được đấy. Thôi anh ạ. Nào, mời tất cả anh em nhá. Anh em ơi. Nhịp sống Tây Bắc. Mãi đi. Mãi đi. Anh em mời tất cả anh em nhá. À.
Rồi à, ok. Rồi nó ra cái mồm đấy nhỉ. Anh đùi rồi nhá. Ok. Nào. Anh em nhá. Quá ngon anh em ạ. Ăn cái đùi to kìa đấy, nhớ đến chợ phiên của anh Hải. Bình thường anh hay như anh quay kéo anh em ạ. Đúng rồi. Ăn cái đùi to như này xuống. Thôi anh em. Đã hàm mỏ. Này con da nhỏ mới thằng con này. Bỏ ra. Bỏ ra. Chiếm lấy em nó. Đây anh lấy cho ra cho. Bỏ ra đây nó không được nó dài. Nó khá là dai. Da này mình phải hầm một tiếng rồi mới ăn. Da này. Không ăn được da đừng ăn nha. Vì dai lắm. Da thì rất là ngon mà tiếc quá. Sếp mình cũng là một ưu tiên. Anh em mình ăn miếng to này. Nhìn nó hơi thô, nhưng mà cảm giác ngon miệng mình là được anh em ạ. Ui dồi ôi, ui dồi ôi, từ từ em ơi, từ từ gạp ra để anh cắt ra ra đây. Còn sắp đến thật mà. Nhưng mà phải nói là trước khi mà... Nhìn em thôi, nhìn em thôi. Các bạn là trong đầu mình đang nghĩ bảo tại sao chị vừa ăn được 4-7 bát tiết canh mà chị vẫn đang đùi. Quá mạnh như thế, choáng luôn. Chị là ở cái tầm đẳng cấp rồi. Mình còn đang bảo đang đầu mình đang suy nghĩ tại sao lại có thể như thế. Ôi. Cái này các bạn à. Đây là anh em tôi là hoàn toàn là ăn là theo sở thích nhá. Không hề gọi là gượng ép gì. Đó phải ba ngon mà. Đây, mời anh em nhá. Cầm chéo ngập ngập vào anh Hải ơi. Đấy, chơi nó ở đây phải ngập xuống. Thôi mấy anh em mình giống như kiểu phơ phơ. Mấy anh em mình lên phía đi. Nha. Em thử ăn nhá. Anh cho anh. Ai Hùng? Ai Hùng cho nhà anh Hùng nhỉ? Anh Hùng nhá. Nha, mời anh. Quá ngợi luôn anh em ạ. Chẳng dai gì. Hả? Chẳng dai. Không ăn gì, cái này ngon phết nhỉ? Ừ. Hôm nào anh em mình cũng làm kiểu này nhưng mà làm con go đi. Ừ. Ok. Vitamin go á. Đấy anh thích đấy. Hôm nào làm nhờ. Ôi dồi. Nhưng mà con dê mà luộc đúng là thui xong rồi luộc kiểu này nó ngon. Mùi rất kiểu nó mùi rơm. Ừ. Đang em mồm đấy. Anh đang nói chuyện cả Tây Bắc hôm nay. Đang xứng đáng anh em mình đi 8-9 tiếng đồng hồ từ Sapa sang. Ngon. Nguội luôn đúng không? Thì đóng gọn em ạ. Cháo nhà. Nga Sumo là sau khi oanh tạc miền Nam này bây giờ ra đến miền Bắc. Hôm nay là giao lưu với là cả em tim anh nhìn mẹ Thánh Tiết Canh mới cả có rồi kìa. Có trường anh đi trường. Thánh Tiết Canh bây giờ lại quay đi lại mâm rồi. Chạy sang bên này rồi. Xuống gáo ra ngồi không dám ngồi gần đâu. Khuất đây. Khuất có dám ra làm gì. Anh em lên đi, lên bia đi. Hôm nay là mua bao nhiêu két đây? 8 két. Két thoải mái. Mua như tiết canh vậy thôi. Rồi, anh em đâu, lên bia bỏ nữa. Nào, anh em ơi. 2, 3, hết. Nào, để anh hôi nhá. Anh em ơi. Ôi. Starbound TV. Máy. HDK máy Nga Sumo máy Sela máy okay. Silly mình chỉ máy đỉnh thôi. Chú lên đi lên đây là đầu tiên anh em ơi ra trận khác gặp phải chị Nga bác kéo đây làm lên một lọ to thế nào. Ôi giời nhiên nhiều hóa năng mấy anh em nha làm sao mình thấy giàu. Nhưng mà mọi người biết không? Hôm nay nói thật với mọi người là riêng hôm nay là chú anh là nhìn ở ngoài và thấy cái nước bọt ở ngực thôi. Đây đây anh lấy cho chú anh thế nào. Rồi. Đây mấy khi anh em mình với nhau đấy. Cảm ơn anh nhá. Rồi. Quá ngợi anh em ạ. Được đấy. Chúc phúc. Men thay chú Dung đi cho các bạn nhá. Chú Dung quá rồi. Được. Quá được tuyệt vời anh em ạ. Đây ngồi em thơm này. Nhỏ hết cả đinh nhãi rồi. Anh em vào đi. Ngon đấy. Da của nó dai nhỉ. Ngon quá. Để mà ngon là lên tầm khoảng 30 phút đó. Không, như này là đẹp rồi. Như này nó giòn. Anh nó giòn chứ.
Nhưng mà đối với anh em mình ăn như này là ok, giòn. Thơm mà đang thở dốc rồi. Thơm ơi, Thơm ngồi thẳng lên em. Ngồi thẳng cái lưng lên. Nếu mà chơi quả đùi là không lại đâu. Cái này thì anh nghĩ nó bảo là trứng vịt lộn vịt leo thì em không lại rồi. Để cho chú Dũng cầm cái này này. Đấy. Cầm đi. Ăn đi. Đấy, chú Dũng hèn ăn chứ bảo. Chú Dũng cầm cái này là rất là khủng của anh em đấy. Trong làng làng ăn chứ hả? Là ăn ở đây thì mình củ gật nhưng mà anh em mình hay nói câu hốp đúng không? Ừ. Anh em hay nói câu hốp. Ôi, hốp. Ôi. Ừ. Ôi, hình như là gãy cả cái xương ở trong đấy sao ấy. Thôi anh em làm đi. Hết đây. Đâu rồi, cameraman Sapa TV sở viên Tây Bắc đâu rồi, làm phát đây. Khạp với anh em đi. Em đâm đây, hai em đâm chơi nước. Ờ. Tuyết à? Tuyết. Chấm tuyết. Với anh em nhá. Tuyết nó ngon mà. Đấy. Ông chợ phiên Tây Bắc là cũng chơi pịa à? Các cái dao ăn pịa này tốt. Cảm gì ăn được không? Hết đi chú anh ơi. Ừ, riêng bọn em thì ok mà, riêng bọn pịa thì... Anh Hải sau khi hình như là đợt đi với Nga thì anh Hải không ăn hết to mấy sao ấy nhỉ? Trước kia anh Hải xuống đầu tiên anh có ăn tiết canh đâu nhỉ anh Hải nhỉ? Anh Hải với bọn mình như là mất điện rồi sao ấy? Không, nói chung là... họa mi là ngừng hot rồi. Thơm ạ, họa mi ngừng hot rồi. Mất điện này. Chú anh ơi. Này, xin phép tất cả anh em cho chú anh cắt cơn được. Ui ui, được đấy nhỉ. Chú anh đang hải chơi nhá. Đây à. Đây chú anh cho ít chẩm chéo lên nào. Ờ rồi. Đây. Chan. Rồi làm tí rau trước. Rồi. Ok. Mời tất cả anh em nhá. Chú đốt rồi. Chú cẩn thận cào vào xương này gãy răng. Cào vào xương rồi kìa. Ấy à, ui bộ nhá này được của nó đấy nhỉ. Đấy đấy. Chú anh không? À. Quá tốt hả? Xuống chẩm chéo, xuống cái chẩm chéo xuống. Anh làm mì tố này nhá. Hả? Đây đây đây. Chú anh ơi. Đây rồi anh, thôi anh xin phép anh cào miếng này. Ừ rồi ok. Mời nhá. Kiếm tốn đấy nhở. Không anh không. Rồi. Ấy, ui giời. Cố lên, ui giời. Hơi dai đúng không? Hơi dai nhưng mà ngon. Ừ, giòn giòn. Thơm. Thơm. Có thơm dài. Giòn giòn như kiểu anh em như xuống tâm quan bảo ấy, hai câu nó cứ sai sai với nhau. Thực sự khi mà anh em tôi ăn như này á, rất là ngon miệng. Còn nếu mà tôi nói thật với các bác là nếu mà các bác thái nó ra á, mấy một lúc là nó khô nước là ăn không ra gì nữa. Không ngọt nữa đúng không? Ờ. Đây là miếng đá đấy, miếng đá. Cắt cho nó rộng thôi. Đó. Đi thôi, nó phải ban lại này. Lên đi anh em ơi. Tăng xuống nồi xô bên này. Quá ngon. Máy tăng lên quá. Đây đưa cho. Đây, còn miếng nữa ở dưới kìa. Đang ngồi đây. Ôi cả cũng hay khôn nữa. Đó, cho đây. Nhưng mà hôm nay là nhiều ông trời lại biết anh em mình hội ngộ sao nhỉ? Mà cho cái thời tiết này mát thế nhỉ? Nhà này nóng lắm anh Hải ạ. Nhà này nóng lắm. Thế rồi, mời chú anh nhá, mời máy nghiền Tây Bắc nhá. Thế ra thì máy nghiền vẫn khỏe mà. À, thế à? nhưng mà mày chế ra thì hỏi hết đấy. Nhưng mà máy nghiền này thì mới có em mới đây nên là ôi dồi ôi, máy nghiền này hoạt động kinh lắm anh em ạ. Túc tác. Wow. Ai rồi, trước. Ừ. Thế là anh. Hết đây. Ủa. Ôi. Hết chưa? Cái đùi này nó khoảng mấy cân nhỉ? Em nghĩ chắc tầm khoảng 90 cân thôi. Không, cái đùi này cơ mà. Không. 2 kg thì 2 cân. Sao lại 2 cân? Anh nghĩ phải hơn 3 cân. Nếu mà cả xương vào nó tầm 4 cân thôi. Ôi ôi. Dạ. Anh em thấy dân võ thuật kinh không? Ôi lên em thơm. Xé ra. Nhưng mà nó cụ hết cái đùi rồi đấy. À, nhưng mà anh thấy miếng này ngon này chú anh này. Ừ. Da này mà cái máy nghiền của chú là anh thấy là được đấy. Đây lấy cho chú anh miếng này. À. Ừ, anh đến đi. Chú khóc à? Làm gì? Rơi nước mắt. Rơi nước mắt này không khóc à? Thôi,
đây MC này, MC này. Ok không? Để đây nha. Quả là tuyệt vời. Cái da của nó dai. Hả? Ừ. Em thơm phải biết bó. Nhưng mà phải nói là thực sự là anh em mình ở đây ấy rất là khâm phục Nga Sumo rồi đó. 47 bát tiết canh, một cái đùi dê. Đây, ông nào bảo cái đùi này là 2 cân hộ tôi cái? Có 4 cân cả xương. Đúng rồi, nó phải 4 cân. Cái đùi ấy. Cả xương của nó là 4 cân. Em xin phép phát động tất cả các anh em trong mâm một ly nhỉ? Hai có bia, dùng bia nào. Đâu rồi, tất cả 500 anh em đứng xa xa lên, cameraman đứng cao lên để quay hết anh em nào cho nó vui nào. Làm kỷ niệm cái nào. Không để vợ mình lại bảo là mình không đi đến đây đấy. Anh em ơi! Sơn La! Mai đấy! Sơn La! Nào, lại nhá! Anh em ơi! Nga Sumo! Mai đấy! Nhịp sống Tây Bắc! Mai đấy! Ok! Chết đây nó! Em thôi, cắt cơn em nó! Hết nhá, hết luôn nhá! Quá tuyệt vời. Chắc cả tem này ăn tiết canh. Không, cả tem mình không chấp được. Chấp được rồi. Chị ăn như thế là anh em biết độ khủng khiếp rồi đấy. Ờ đấy, có gần 3 chỉ luôn. Chị là phải cái tầm này quá ngợi. Ờ quá ngợi. Ngậy lắm anh em ạ. Chú anh. Chú anh bảo thế nào nhỉ? Ngậy lắm. Em nó quá ngợi. Này. Này, ngọt lắm em. Này, miếng này miếng này. Miếng này miếng ba chỉ. Anh không, làm một miếng nữa. Anh em tình cảm mà. Ơi, nhiều ác thế. Tình cảm với mình yêu nhau mà. Em xin. Ơi. Xuống anh ạ. Đây. Rất nhiều anh em bảo là mời chú anh sang nhà hàng, mời anh em nhịp sống Tây Bắc sang nhà hàng đi. Mà mời mãi rồi anh em mà không sắp xếp được. Buồn quá. Khẩn ơi. Thậm chí mai trương một anh em đến nào. Bao giờ qua đây biết được à? Nhưng mà vẫn phải qua 20-21 tháng 7 này. 20 tháng 7 nhá. Em bảo phải qua cái đấy mà. À. 27 tháng 7 đi. Lý do hôm qua bảo là gì nhá? 27 tháng 7. Sinh nhật chủ tịch à? Thế là hết rồi á? Hết rồi. Hết luôn. Em ăn được không? Được em. Thôi em ơi, để cho anh em mỗi người miếng. Anh Hải ơi. Hả? Phú nhất ở nhà vừa điện hỏi rồi, anh Hải có xuống đấy không? cái mình là mình đi xuống thăm anh em thật đấy nhá. Anh Hải là anh xuống thật đúng không? Tình hình vừa rồi thì em Nga Sumo đang thấy là dê Tây Bắc rất là ngon. Nên là tiện hỏi là anh ý kiến anh em là có cạp luôn được cái sườn không? Không, nhất trí luôn. Không, nhưng mà mình bảo thôi để cho mỗi anh em làm một miếng. Chị Nga bảo là muốn ăn luôn cả cái phần này luôn à? Ăn miếng này thôi. Đấy là tái. Hơi đỏ. Ăn đấy. Đỏ được không? Chị ăn đỏ được không? Thường thì là dê tái. Cái này là chấm chéo nhá. Chấm chéo Tây Bắc. Hơi dài sao ấy? Dê tái, không cái đấy ăn đâu thế. Đúng không ạ? Mà khó mất mết đấy, em tưởng nó phá không? Ngon lắm chứ. Anh phát ra ngàn hát đấy. Bảo đâu. Bảo à. Quá căng rồi thế. Cho vào hết đúng không? Thì cũng cho vào hết được. nhưng mà cái này là cái này của ai đây? Hả? Em thơm đấy, để hai miếng. Hả? Ôi. Em chiến sau. À, chiến sau à? Em thơm là. Em thơm mà hôm nay mà thi là cũng lộn cổ luôn đấy. Bởi vì là hết rồi. Đấy. Nhưng mà tâm phục hợp phục chưa? Đấy. Rõ ràng là 47 bát tiếng Anh cộng thêm một cái đùi nữa. Hả? Hát thì hôm nào thì hôm nào là 44 bát, hôm nào là 47. Chỉ cắt cơn thôi. Tráng miệng. Tráng miệng mà 47 bát tiếng Anh nhưng mà nhưng mà mọi người thấy không? Ví dụ như là ăn được mà to cao, to béo thì không nói đúng không? Nhưng mà ăn được mà bụng không hề to luôn. Thon. Chị rất là gầy luôn. Mà luyện làm sao mà cái
Thế mới hay, có tình cảm thôi các bạn ạ. Em mời, em mời chị Nga. Chị Nga uống Coca. Em là nể thật. Thế nỗi mà 47 bát tiết canh mọi người ạ. Bây giờ lại chiến thêm một cái đùi dê nữa chứ. Một cái đùi ăn thêm 20 ăn gì rồi. Cái tầm, tầm cỡ luôn. Thôi, chúc chị xuống ảnh đây. Anh em, anh em bên kia đang tự động viên nhau. À, ngay anh em mình sang anh em mình lấy ly bia sang động viên đối thủ một tí nha. Đây đây, cho anh mượn cái bát đây, lấy bia đây này. Anh em tôi là anh em tôi là xin phép là sang động viên đối thủ một tí để sốc lại tinh thần cho các đối thủ của mình. Đây anh em tôi là xin phép sang động viên đối thủ đấy để anh em gọi là sốc lại tinh thần. Ngày mai thi về em uống nước đá chị ạ. Không, nhưng mà riêng anh em là phải thi nó lành mạnh, không cái gì nó hại sức khỏe cả. Cảm ơn anh Hải với cả cảm ơn chị Nga xuống đây nhá. Xuống thời gian đến xuống là giao lưu với anh em nhá. Nào anh em mình hô tí nhá. Anh em ơi, Nga xuống bộ đỉnh thật. Ma đi, sao bác đi đây? Ma đi, máy đi, nhìn sắp tay bác. Ma đi, lên. Hết nha. Ok xí. Hết đúng rồi. Cũng phải nói là hôm nay là tuyệt vời. Nhưng mà hôm nay là thực ra là Nga là ăn 47 bát tiết canh rồi với một cái đùi dê, anh em nhìn thấy mà thật đúng không? Còn nếu chưa gì đúng không? Nhưng mà nếu mà bây giờ mà ai mà thi uống bia ấy cùng với Nga ấy, nếu mà tầm khoảng 5 cốc bia này là tí bằng dây luôn, 5 lon bia là tí bằng dây luôn. Chú Long là khủng nhất nhưng về bia đúng không chú Long? Ô, cái thằng chú Long này thì không rồi. Chú Long là không đấu được mình đấy. Chú Long thì 5 cái lon này khoảng tầm mấy phút? Cái gì? 30 mấy giây. 35 giây là hết à? Ờ. Chơi với em được. Thằng này nó dọa ma đây em ạ. Thằng này nó phải 35 phút. Thôi được rồi. Nào, hôm nay là thay mặt là Nga Sumo cũng như là Sapa TV là cảm ơn anh em rất là nhiều. Hôm nay là anh em là tạo ra một cái buổi giao lưu cực kỳ là vui vẻ. Chúc sức khỏe nhá. Ok. Nhưng mà team mình phải lên Sapa uống rượu với anh đi. Chắc chắn rồi anh ạ, phải lên nhá. Sumo cái mái đỉnh nhá. Sumo tên phát là bảo. Muốn ba tiết canh hôm nay vượt mức. Hôm nay thì thay mặt cho team Sapa TV cũng như là Nga Sumo, cảm ơn anh em nhịp số tâm phát rất là nhiều. Anh em dậy từ rất sớm để giải quyết hai chú dê. Hai chú dê đối với anh em mình là hơn 60 cân, mình đã cảm thấy là nó ghê gớm lắm rồi. Nhưng mà chốt lại là vẫn phải làm thêm một con hơn 30 cân nữa. Bởi vì để chỉ lấy mỗi tiết canh thôi. Đấy, đấy đấy chính là gọi là thể hiện sự nhiệt tình giữa anh em nhịp sống Tây Bắc với team Sapa TV cũng như là Nga Sumo. Thì thay mặt Nga Sumo thì Hải xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Hôm nay anh em mình phải uống với nhau thật say nhỉ. Nào. Okay. Anh em ơi. từ chờ. Một hai ba cạn nhá. Anh em ơi. Một hai ba. Hai ba. Hai ba. Uống nhiều. Sau đây thì anh em mình cũng xin phép là kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những video tiếp. Nếu mà các bạn thấy yêu thích thì hãy subscribe cho Nga Sumo cũng như là bạn HVK nha. Bye bye.
miệng là ăn ở Sapa thì quá hợp lý các bạn ạ. Rất là dân dã, một cái gì đấy nó nguyên chất, nguyên thủy, hợp. Các bạn lên Sapa thì không nên bỏ qua món ăn này.